Chỗ này đâu giờ? Đây này. Rồi tao phải hạ đen xuống á. Chắc mới rơi á. Hạ bên xuống được không? Sao nó rơi không để ý nhỉ? Chắc nó với mới rơi thôi. Đây. Đây được. Anh không. Lùi xe vào móc vào cái kia kéo này, dạ. Nói quá. Mấy cái chốt rơi lúc nào vậy?